Vâng, em xin chào quý vị nhé. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với một con súp rất là đẹp, rất là kiểu dáng rất là hoành tráng của Ken Good. Đây, kiểu dạng lòng pháo như quý vị nhá, lòng pháo ấy rồi. Quý vị nhìn thấy chưa? Đúng một khẩu thần công đang nã lặn vào vào địch kỳ thủ, đấy, vào quân địch. Đấy. Kiểu dáng khẩu thần công nha, rất tuyệt vời. Đấy. Đấy. Vị thấy chưa? Trời ơi. Con này thôi rồi nhá. Quý vị đợi em tí, em cắm lại cái dây nguồn chút, chỗ này nó ổ đang lỏng. Đấy, để cắm sang cái ổ bên này. Ui giời. Đấy. Đây như vào nôm chỉnh to nhỏ của súp đây. Đấy. Em thì em đang đấu thẳng vào trong cái điện thoại thôi. Đấy. Đây là súp điện nên là chỉ cần có nguồn phát là nó lên điện nhé. Còn quý vị ghép vào trong màn mini quý vị nghe được còn hay nữa. Đấy, thế không ạ? Đấy, rất hay nha. Đấy, quý vị đặt như này. Có thể là cho nó hướng ra ngoài cũng được, hoặc để cái mặt này ra ngoài, còn nó hướng cái súp vào trong tường cho nó dội ra, tùy quý vị. Đấy. Nó có hai kiểu để, hoặc để kiểu này nhìn đẹp hơn. Để kiểu này cho cái khẩu phân công nó hướng ra ngoài. Đi khi nào cần thì lại vặn ở đằng sau. Vâng. Đây nó sẽ có hai, nó ở đây quý vị nhìn này, nó còn có cả một cái cần nhá. Đấy, để chỉnh cái phay. Turnover ở đây là cái chỉnh cái tần số của súp này, nó xuống tận 60 đến 160 Hz này, quý vị thấy không ạ? Đấy nhá. Bình thường là những cái loa, quý đừng nghĩ rằng là loa to, loa đắt tiền là nó sẽ xuống hết nhé. Tất cả đều chỉ không bao giờ xuống được đến cái giải trầm 60 đến 120 Hz này, mà đều phải có súp thì nó mới xuống được đến cái giải đấy nhé. Đây thì qua cái này chúng ta sẽ điều khiển được từ 60 Hz này hoặc là hơn này. Đấy. Quý vị thấy không? Đấy. Em bạn cái lúc này lên thì nó sẽ tiếng nó khác đi này. Quý vị thấy nó có cả tiếng, thi thoảng nó có một vài tiếng tưng 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 mà không? Nếu em hạ xuống nó sẽ mất đi này. Đấy, hoặc là tiếng bass nó sẽ sâu hơn này, ấm hơn này, thấy không ạ? Đấy, đấy nha, đấy. Tuyệt vời nha. Đấy. Đấy, con này nó có một cái input nữa để chuyển sang đây, nhưng cái này thì em cũng không rõ lắm, cái này là form âm ly gì đấy, và đây đến đây là để đưa âm ly. Vâng. Còn dưới này nó có một cái tu speaker là nó để đưa ra loa. Thì thôi, cái này quý vị phải tìm hiểu giúp em nhé, vì cái này em cũng cũng không mấy khi va chạm đến cái này. Chủ yếu em dùng súp điện, em sẽ hay dùng cái cổng input bên này để em để bên này luôn nhé. Đấy, quý vị xem. Revert và Norman thì nó sẽ có hai chế độ đánh phay ở đây, như kiểu nó đánh 0 độ với 180 độ vậy. Đấy nhá. Con này là súp Kenwood SVK10. Vâng. Điện áp 100V là công suất của súp là 34W. Này, sử dụng cho những cái dàn mini hoặc là tầm loa chung chung là ok luôn. Đấy. 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 Thậm chí là chúng ta ghép vào loa nó đại cũng được nhá, loa to hẳn được nhá. Nếu như mà cảm thấy loa thiếu cho cái này vào thì tuyệt vời luôn. Cụ thể ngay không hay không ạ? Đấy. Đấy. Đấy nhá, to nhỏ nó ở đây. To nhỏ nó ở đây. Đấy. Đấy. Nó to nhỏ ở đây. Hình như nó đang hết bài thì vậy. À, cái dây này của em nó bị điện lỏng. Dây đang xả nước ngầm đây. Đấy nhá. Ok. Đấy. Thì sau khi chúng ta không dùng súp nữa, nhưng nó lại tắt điện đây nhé. Đấy, thế là xong. Có khi nào cần thì lại bật lên bằng cách này. Đây, này, bật lên này. Bật này. Đấy, cái tạch cái bắt đầu bật lên. Đấy nhá. Thì con súp này bình thường ra là bây giờ, vâng, giá nó khoảng tầm 1,9 triệu. Đấy. Nhưng mà thôi em vẫn để cho quý vị giá cũ nhá.
Giá của con này thôi đi, mừng Trung Thu đi. Để cho quý vị giá là 1.590.000. Lại 1.590.000 cho con súp này nhá. Với chiều ngang của súp là khoảng 21 cm này. Chiều cao ở đôi khoảng 40 gì đấy. Vâng, chiều sâu khoảng tầm đôi là khoảng 30 cm. Đấy, 30 cm chiều sâu, chiều cao khoảng 40 cm và chiều ngang nó khoảng 22 cm. Đấy. Thì ai có nhu cầu mua liên hệ cho bên em nhé. Số điện thoại bên em là 0966 59481. Bọn này là súp gầm nhá. Súp gầm nó đánh vào trong này và nó sẽ hất ra đây. Đấy, ok. Em xin cảm ơn và xin gặp lại quý vị trong những video tiếp theo bên em.